người phụ nữ xinh đẹp gọi chồng đến. Người chồng mắt mù sau khi nhìn thấy viên đá này, liền cảm thấy phải đáng giá cả triệu đồng, mà người vợ lại phát hiện ra tác dụng khác của viên đá này. Chỉ thấy cô vẽ vài vòng tròn lên đôi mắt mù của người chồng. Không ngờ rằng, ông mù mắt 30 năm chưa từng được ngắm nhìn người vợ, đột nhiên biến thành hỏa nhãn kim trong bụng nó lại là đá ước nguyện. Người ta thường nói kim thiềm nắm giữ tài vận, mà lúc này bấm vào màn hình hai cái, để lại bình luận phát phát phát, những ngày tháng tiếp theo đều sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Kiếm được nhiều tiền, nào ngờ chưa được bao lâu, mắt của hoàng thượng bởi vì lén nhìn cung nữ tắm rửa mà bị trĩ sang, đau tới độ không thốt nên lời, mà ngự y trong cung lại bó tay. Tối hôm đó, người phụ nữ không biết từ đâu biết được tin hoàng thượng bị bệnh về mắt, vội vàng đem tin tốt này nói cho người chồng biết. Hai người nghĩ tới cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt, đàn ông sáng sớm đã tiến cung gặp mặt hoàng thượng. Trong lòng đã có dự tính nói với hoàng thượng, bản thân có đơn thuốc có thể trị khỏi bệnh ở mắt của hoàng thượng. Nào ngờ lại nhận phải sự nghi vấn của thái y, cảm thấy người đàn ông là một tên giang hồ lừa đảo. Hoàng thượng cũng cảnh cáo người đàn ông nếu như là lừa gạt quân, thì hậu quả chính là tru di cửa tộc. Người đàn ông nghe thấy vậy liền cười lên rồi nói, bản thân nguyện ý thử trước, mắt của hoàng thượng đã khiến cho ông đau tới muốn tự vẫn ngay tại chỗ, liền lập tức bảo người đàn ông chữa trị ngay cho ông. Không ngờ người đàn ông lại bẩm báo, nói với hoàng thượng mình trị bệnh có một quy tắc, chính là chỉ có thể để lại một mình người bệnh, những người khác đều phải lui xuống hết. Đại thần sau khi nghe được liền lập tức hoảng, lo lắng người đàn ông là thích khách, muốn giết hoàng thượng, liền ngăn cản hoàng thượng tuyệt đối không được. Nào ngờ người đàn ông vẫn kiên quyết với nguyên tắc của mình, bắt mọi người phải rời khỏi hết mới chữa trị, khiến cho hoàng thượng sốt hết cả ruột, trực tiếp đuổi hết quan đại thần đi. Lúc này người đàn ông giả vờ như mình rất là chuyên nghiệp, kiểm tra hết một lượt, nhân lúc hoàng thượng không để ý, lấy đá ước nguyện từ trong túi quần ra, xoay vài vòng ở xung quanh mắt của hoàng thượng, với công phu chưa tới một hớp trà, không ngờ mắt của hoàng thượng đã được chữa khỏi. Điều này khiến cho hoàng thượng vui mừng không thôi, nhanh chóng cho gọi các đại thần tới trước mặt, ở trước mặt mọi người thưởng cho người đàn ông một dương vàng. Bất ngờ người đàn ông lại từ chối, nói rằng bản thân muốn có được một chức quan huyện lệnh. Hoàng thượng vừa nghe cũng cảm thấy có chút khó xử, để cho một người nông dân không biết chữ làm quan, vậy thì không phải là khiến cho thiên hạ chê cười sao? Giây tiếp theo, các đại thần đều ồ ạt khuyên ngăn hoàng thượng không thể được. Hoàng thượng hai bên khó xử, bản thân vừa mới hứa với người đàn ông, đây không phải là đang vả mặt chính mình sao? Bất ngờ lúc này một quan viên địa phương vội vàng xông vào trong, bẩm báo tình hình hạn hán ở phương Nam với hoàng thượng. Một lượng lớn hoa màu đã bị chết héo, lão bách tính nghèo đói, nếu như tiếp tục như vậy e rằng sẽ xảy ra nổi loạn. Hoàng thượng nghe được, nhất thời căng hai bên não, mà các đại thần đều là những kẻ bất tài, tên nào tên nấy đều lực bất tòng tâm. Dưới sự bất lực, hoàng thượng liền muốn để người đàn ông thử xem, dù gì ông cũng là một người nông dân thực thụ. Người đàn ông sau khi nghe được liền ngay lập tức nhận lấy nhiệm vụ, đồng thời bày tỏ nhất định sẽ không làm cho hoàng thượng thất vọng. Tối hôm đó, người đàn ông liền thương lượng với vợ, nếu như không cầu được mưa thì đầu sẽ rơi xuống đất, còn nếu như cầu được mưa thì từ nay sẽ thăng quan tiến chức. Chuyện đã tới nước này, người vợ cau mày mặt nặng ngồi ở một bên. Chính vào lúc này, cô nhìn thấy một con cóc, lập tức nghĩ tới viên đá ước nguyện lấy được từ trong bụng con cóc đó, liền nói với chồng có thể dùng thử đá ước nguyện để cầu mưa. Rất nhanh đã đợi tới ngày thứ hai, hoàng thượng cùng các đại thần đều đang cúng bái Long Vương, cầu cho ông có thể ban cho trận mưa. Chỉ có người đàn ông cầm lấy đá ước nguyện cầu nguyện ở dưới trời nắng. Lúc này hoàng thượng nhìn thử lên trời, không có nổi đám mây nào, nếu như còn không có mưa, cả nhà người đàn ông e rằng đều không giữ được mạng nữa. Nào ngờ giây sau, trên trời đột nhiên mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng, tiếp theo đó mưa xuống một trận lớn. Trận mưa tới kịp thời này giúp cho bách tính thoát khỏi được khó khăn, nổi loạn cũng bị dập tắt ngay khi mới nhú ra. Hoàng thượng cũng thực hiện lời hứa lúc ban đầu, phong người đàn ông là huyện lệnh nơi đó, đồng thời thưởng cho hoàng kim vạn lượng, còn muốn gả công chúa cho ông.